Những ngày nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, chiều nào vợ chồng bà Minh Thu cũng dắt nhau đi tản bộ dài 10 phút trong khuôn viên bệnh viện để khuây khỏa. Hôm nay vợ chồng bà không khỏi bất ngờ, xen lẫn thích thú khi thấy dọc theo các lối đi là những tiểu cảnh ngày Tết với hàng trăm chậu hoa, khóm hoa được sắp đặt bày trí bắt mắt. Có đi ngang qua, thấy trang trí bông hoa, tôi thấy rất là đẹp, thấy cũng phấn khởi. Đúng là bệnh đau thiệt nhưng mà thấy rất là niềm vui. Cả khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy bừng lên sắc xuân. Đường hoa được thiết kế trải dài trên các trục đường chính với các hình ảnh trưng bày mang đậm chất ngày Tết truyền thống. Như chú chuột biểu tượng của năm Canh Tý, những khóm mai vàng, chậu cúc mâm xôi, những câu đối, lời chúc năm mới bên những mái nhà tranh làng quê bình yên được chính các bác sĩ và nhân viên y tế của 75 khoa phòng tự tay thực hiện trang trí. Từ xe cho tới vật liệu hoa cảnh thì mình có cái gì mình xài cái đó. Cái này thì hoàn toàn là cây nhà lá vườn các anh em bác sĩ và nhân viên nhân khoa tự thiết kế lấy. Đường hoa xuân lần đầu tiên được tổ chức mang tới không khí mùa xuân ngay trong lòng bệnh viện, giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng như người thân đang chăm nom dơi bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, thêm niềm vui, thêm liều thuốc tinh thần để tiếp tục quá trình điều trị bệnh. Mình là người nuôi bệnh nhưng mà mình thấy cái này là coi như là làm cho mình vui tươi hơn. Cái này mình làm cho bệnh nhân người ta thấy người ta vui tươi hơn. Với lại cái không khí Tết á, cho những người mà thí dụ như những người mà ta không về quê được á. Rất là mừng khi mà chúng tôi đang thi công, đang thiết kế thì các cô các bác là thân nhân bệnh nhân và bệnh nhân cũng đã đi với cái đi ngang và rất là ủng hộ. Đây là một cái ý tưởng rất là hay để cho bệnh nhân đến chụp hình nhân cái dịp Tết và những cái người bệnh mà đi khám bệnh ngoại trú cũng có một cái nơi để tham quan. Đường hoa xuân bệnh viện Chợ Rẫy ra mắt vào dịp rằm tháng Chạp, phục vụ bệnh nhân đến hết mùng 4 Tết Canh Tý. Mang niềm vui đến cho bệnh nhân trong dịp đón năm mới, đường hoa đặc biệt nhất cả nước này cũng là một trong những hoạt động trong chủ trương đổi mới thái độ phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường bệnh viện văn minh, xanh sạch đẹp của bệnh viện Chợ Rẫy.